Chào các bạn, mời các bạn đi cùng tôi ra xem một đàn ong, xem cái đàn ong chia đàn ra là cái mũ chúa nó đã lở chưa. Bây giờ ta xem kiểm tra mũ chúa. Đây cái đàn này. Đàn này. Quay bên kia. Ta kiểm tra đàn này xem mũ chúa hôm nọ nó chia đàn hay là có mũ chúa, xem mũ chúa đã lở chưa nhá. Đấy, nó mới chia ra thì có 3 cầu thôi. Chia đàn ong là thường thường ta chia 3 cầu. Nó vẫn xây mũ đây này. Xây mũ thế con kia bị điếc à? Đây mũ đây. Nó nở chưa hay là mũ điếc? Để xem. Điếc mẹ, à, nở rồi. Nở chưa? Nở rồi. Đây lở rồi, bật nắp rồi đấy, bật nắp rồi. Bây giờ ta đi tìm chúa. Xem chúa đâu. Để tìm xem con chúa tơ đâu. Trước nó xây thêm mũ là phản xạ thôi nhỉ. Nó cứ không có chúa là nó cứ xây như chúa này, lở ra nó khắc dọn hết. Đây nhìn thấy mũ chúa, con ong đen nó không phải chúa, còn tinh mật thì nó không chúa, nó không để tinh mật. Kỹ em chúa đâu. Chưa nhìn thấy chúa. Chúa là thường nay ở trong cầu trong. Nó chưa đi tơ về là nó vẫn đã. Nó mới lở nó ở cốc trong này nè. Thấy à? Chưa. Đeo kính á? Đây nó phá mũ rồi nè. Vẫn chưa nhìn thấy con chúa đâu. Chúa nó mới lở là nó nhỏ. Nhỏ này, nhìn nó khó. Ông kêu vù vù. Đây đây con chúa đây. Thế? Đây chúa đây phải không? Đây này, đây này phải không? Không. Con nhìn giống đấy, con bò đây. Ông đen. Thấy à? Chưa thấy đâu. Chưa cầu gì. Chưa cầu gì.
Không, không thấy à? Không thấy đâu. Mọi hôm tìm dễ lắm, hôm nay con này nó lẩn đi đâu. Chặn. Tìm phải bằng thấy thôi. À, không đeo kính làm sao mà thấy được. Để bấm. Tiêu đấy. Các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để xem các video tiếp theo. Xin chào các bạn.